Vâng, xin kính chào anh chị em nhà đầu tư. Như vậy là chúng ta đã đi qua phiên giao dịch của ngày 13 tháng 6 của năm 2022 rồi. Hôm nay thị trường đã có một cái phiên giảm điểm và anh chị em đã thấy thị trường đã về lại mốc 1227. Điều này thì trong cái bản tin trong cái tuần dự định cái tuần này em đã nói rồi. Trong tuần từ ngày 13 cho đến ngày 19 tháng 6 của năm 2022 về nhận định thị trường và khuyến nghị cổ phiếu tuần 22 từ 13 cho đến 19 tháng 6 của năm 2022 thì Ed đã trao đổi với anh chị em rồi. Thị trường sau khi gãy mốc 1265 sẽ về lại test mốc 1200. Nên hôm nay thị trường hôm nay anh chị đã thấy rất rõ điều này. Và trong bản tin của Ed thì Ed đã khuyến nghị anh chị em rất rõ rồi. Như anh chị em đã thấy thì kể cả trong buổi phiên chiều hôm nay thì Ed đã nói rất rõ rồi. Trong chiều hôm nay, ngay trong chiều hôm mùng 10 tháng 6, trong chiều hôm nay thì anh chị em thấy chiều hôm nay là 13 tháng 6. 13 tháng 6. Thì em đã nói rất rõ rồi, tâm lý nhà đầu tư đang lo sợ thị trường sẽ gãy lại gãy cái mốc 1260. Gãy 1260 về lại mốc 1200. Nên do vậy là thị trường khi gãy cái mốc này, gãy cái mốc 1260 thì thị trường sẽ về lại cái mốc mà chúng ta để ý, đó là mốc 1200. Và chiều nay em có nói rất rõ rồi, thị trường có thể giảm về cái mốc này nữa, mốc 1200, 1220. Và chiều hôm nay thị trường đã có lúc về lại mốc 1226. 1226 mục đích là gì? Mục đích chính là thu hút dòng tiền quay trở lại thị trường. Thị trường đoạn này em đã nói rất rõ rồi. Thị trường vẫn đi ngang. Do vậy chúng ta sẽ chưa phải là giai đoạn thị trường đi lên ngay được. Nên việc thị trường có đi lên đi xuống trong các buổi trao đổi trước thì em đã nói rất rõ. Kể cả nhận định thị trường về trong tuần 22 em cũng trao đổi rất rõ rồi. Và trong tuần này, đặc biệt là trong ngày chiều ngày 13 tháng 6 mùng sáng cũng vậy. Sáng 13 tháng 6 Ed nói rất rõ rồi. Anh chị em sẽ chốt lời khi thị trường hồi phục. Trong các nhịp của thị trường hồi phục, Ed đều cho anh chị em chốt lời. Và trong phiên hôm nay thì chị em đã thấy rồi. Ed cho anh chị em đó là hạn chế mua mới. Và chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ quan sát thị trường. Chứ không phải là hôm nay anh chị em, nhiều anh chị em đã nói rất rõ rồi. Chúng ta hạn chế mua mới và chúng ta quan sát thị trường. Hạn chế mua mới. Và hôm nay thì em đã khuyến nghị rất rõ cổ phiếu PAO. Cổ phiếu PAO hôm nay là một cổ phiếu đi ngược thị trường. Cổ phiếu đi ngược thị trường. Đã có lúc PAO tăng đến 5%. Tăng đến 5%. Anh chị em có thể là chúng ta sẽ chơi T0 với cổ phiếu này. Có nghĩa là anh chị em tăng 5%, anh chị em bán ra và chờ về lại tham chiếu chúng ta mua lại, hoặc đỏ anh chị em mua lại. Thì trong ngay phiên này thì anh chị em đã được đến 5% cái cổ phiếu PAO rồi. 5% cổ phiếu PAO. Do vậy là trong mỗi giai đoạn khác nhau, em đều có những chiến lược khác nhau dành cho anh chị em. Không phải lúc nào chúng ta cũng tới tấp chúng ta mua, không phải lúc nào chúng ta cũng bán mãi. Trong hôm nay thì em nói rất rõ rồi, chốt lời lúc thị trường hồi phục và thị trường có thể về lại cả mốc này nữa. Nên việc hôm nay thị trường có giảm điểm thì chúng ta thấy thị trường về giảm mốc 1226. Còn trong phiên ngày mai nữa, thị trường rất có thể sẽ về lại test lại mốc này, mốc 1200. Mốc 1200 sẽ là một hỗ trợ cứng đối với thị trường các bạn này. Và như anh chị em đã thấy thì ngay cả trong chiều ngày mùng 10 tháng 6 anh chị em thấy rồi. Chiều mùng 10 tháng 6. Em cũng cho anh chị em rất rõ rồi, chốt lời từng phần. Các cổ phiếu đã có lợi nhuận từ 10 đến 20%. Hạn chế mua mới và quan sát thị trường. Như vậy là từ chiều chiều đấy là chiều thứ sáu tuần trước
Chiều thứ sáu tuần trước, trong bản tin số 1, trong chiều thứ sáu tuần trước, em đã nói rất rõ rồi. Khi cái xu hướng thị trường có thể giảm điểm về 1290, 1300 và sau đó thì có thể sẽ hồi phục. Như anh chị em đã thấy này, xu hướng của chúng ta chỉ là chốt lời thôi. Chốt lời. Thị trường có đi lên đi xuống, thị trường hồi phục là chúng ta sẽ chốt lời. Các cổ phiếu đã có lợi nhuận từ 10 đến 20%, anh chị chốt lời hết. Và chúng ta sẽ hạn chế mua mới. Như vậy S đã cho anh chị em hạn chế mua mới từ chiều thứ 6 rồi. Anh chị em đã thấy chiều thứ 6 thì S đã cho anh chị em gần như là chúng ta đã không mua mới rồi. Chiều thứ 6. Chiều thứ 6 thì chúng ta đã không mua mới rồi. Chiều thứ 6. Như vậy là trong hôm nay cũng vậy. Trong hôm nay và trong chiều thứ 6 anh chị em đã thấy này, S cho anh chị em đã chốt lời rồi. Chốt lời vào chiều thứ 6. Chốt lời vào chiều thứ 6. Ngay sáng thứ 6 cũng vậy. Hạn chế mua mới. Và trong hôm nay thì anh chị em đã thấy S cũng vậy. Trong hôm nay S cũng nói rất rõ rồi. Hạn chế mua mới. Hạn chế mua mới. Và chúng ta quan sát thị trường. Và chúng ta chốt lời. Chốt lời khi thị trường hồi phục. Đấy là cái quan điểm của em trong xuyên suốt ngày hôm nay. Về cái cả phiên ngày mùng 10 tháng 6. Thì em cũng đã cho anh chị em chốt lời rồi. Phiên chiều ngày mùng 10 tháng 6, em cũng cho anh chị em chốt lời rồi. Và hôm nay thì anh chị em đã thấy phiên ngày 13 tháng 6, thì em cũng cho anh chị em chốt lời. Như vậy là anh chị em, đoạn này không phải là lúc mà chúng ta full tài khoản, không phải là lúc mà chúng ta có thể bắt đáy. Tùy thời điểm khác nhau, em sẽ cho bắt đáy khác nhau. Anh chị em không hiểu thì anh chị em cứ thấy là cứ về điểm đó là em cho bắt đáy, nhưng không phải. Nhưng anh chị em trong nhóm của em, nhưng anh chị em dưới ID quản lý của em, anh chị em đã thấy chiến lược trong từng giai đoạn sẽ khác nhau và trong từng phiên cũng khác nhau. Không phải là phiên nào giống phiên nào, không phải là cứ về điểm đấy chúng ta bắt đáy. Không phải như vậy. Chúng ta phải căn cứ vào rất nhiều cơ sở khác nhau. Chúng ta phải để ý cả thông tin vĩ mô. Thông tin vĩ mô. Vĩ mô. Rồi chúng ta liên quan đến vĩ mô. Anh chị em có thể thấy chính trị, địa chính trị, rồi rất nhiều thông tin khác nhau nữa. Kinh tế, chúng ta thấy mỗi giai đoạn khác nhau, chúng ta lại thấy những thứ khác nhau hoàn toàn. Chiến lược kinh tế vĩ mô trong mỗi giai đoạn khác nhau, định hướng chính sách trong mỗi giai đoạn sẽ khác nhau, và thị trường trong mỗi giai đoạn sẽ khác nhau. Không phải là chúng ta quá quan tâm vào điểm chỉ số, mà chúng ta phải quan tâm khác là về các vĩ mô, về kinh tế vĩ mô, kinh tế vĩ mô, chính sách vĩ mô, chính sách vĩ mô. Có rất nhiều thứ mà anh chị em trong trường chúng ta đã được học rồi, nên đây là lúc mà anh chị em mang ra để chúng ta sử dụng và chúng ta áp dụng vào thực tế trong từng giai đoạn khác nhau, để chúng ta thấy rằng kiến thức của trong nhà trường chúng ta học được hoàn toàn được ứng dụng trong thực tế, về trong tâm lý đầu tư, trong chính sách kinh tế vĩ mô, kinh tế vĩ mô. Rồi anh chị nhìn thấy đó là các chính trị, địa chính trị, rất nhiều thông tin khác nhau. Và chiến lược đầu tư trong mỗi giai đoạn khác nhau sẽ khác nhau rất nhiều, đặc biệt là liên quan đến tâm lý đầu tư, tâm lý đầu tư tài chính. Có thể là trong mỗi trường đại học học về đầu tư tài chính thì có thể là sẽ bộ môn tên nó khác nhau thôi, còn về bản chất vẫn là tâm lý đầu tư, không khác nhau gì cả. Nó chỉ khác nhau về mặt hình thức, còn bản chất thì như nhau. Anh chị có thể tìm đọc rất nhiều cuốn sách này ở các trường đại học, các khoa kinh tế đều có cả. Và như hôm nay anh chị em đã thấy là mỗi giai đoạn khác nhau, hôm nay liên quan đến thông tin của Fed, rồi liên quan đến thông tin của Dow Jones, của thị trường chứng khoán châu Á, những cái đó tác động đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Đấy là những thông tin vĩ mô. Còn bản chất nội tại của thị trường chúng ta, anh chị em có thể nhìn thấy kinh tế Việt Nam về vĩ mô hiện tại vẫn rất ổn, không có vấn đề gì cả. Đây chỉ là nhất thời thôi. Đây là theo chúng ta nhìn thấy, đó là theo thị trường chứng khoán thế giới, thị trường Mỹ, thị trường châu Á, hay liên quan đến Fed.
Đấy là những thứ mà chúng ta cần quan tâm. Còn chúng ta sẽ quay trở lại màn hình để chúng ta hướng đến bảng điện, chúng ta cùng xem là trong phương án ngày mai chúng ta sẽ thế nào để chúng ta sẽ xem biểu thị kỹ thuật. Ngày hôm nay anh xem đã thấy rồi VN-Index kết phiên là 1227.04 và giảm tới 57.04 điểm, tương ứng với 4.44%. Và anh chị nhìn thấy đó là 18.000 tỷ đã được giao dịch, 18,5 nghìn tỷ đã được giao dịch trong phiên ngày hôm nay. Và tổng số cổ phiếu giảm đó là 458. Còn tăng giá chỉ có 38 cổ phiếu thôi. Như vậy là những ánh đèn le lói trên thị trường rất là ít. Chúng ta nhìn thấy tham chiếu cũng chỉ có 16 thôi. Còn số cổ phiếu giảm điểm anh chị nhìn thấy rất là nhiều rồi. Chúng ta nhìn thấy là 458. Trong khi đó ở đây chúng ta nhìn thấy 38 cộng 16. Chúng ta nhìn thấy cũng chỉ là 50, 54 thôi, không quá nhiều. Như vậy bằng số lẻ của số cổ phiếu giảm điểm. Như vậy chúng ta thấy là số cổ phiếu giảm điểm lớn gấp 4 lần số cổ phiếu tăng điểm và tham chiếu. Như vậy thị trường trong phiên ngày hôm nay chủ yếu là giảm điểm. Còn VN30 của chúng ta giảm đến 64 điểm. Giảm đến 64 điểm. Trong số 30 mã chỉ có một mã xanh và 29 mã giảm điểm. Anh chị nhìn thấy trong phiên ngày hôm nay gần như VN30 không phải là trụ đỡ cho thị trường. Ngược lại thì VN30 giảm đến 29 mã, còn một mã duy nhất đó là mã mà em đã nói với anh chị em rất nhiều. Đó là mã PAO. Và hôm nay thì em đã cho anh chị em đó là JT0 với PAO. PAO hôm nay đã có lúc tăng đến 15.8. 15.8, 16.05 là trần. Chúng ta nhìn thấy tăng đến 15.8. Hiện tại khối ngoại vẫn mua vào với PAO rất nhiều. Nên trong những phiên tới anh chị cần quan sát thêm. Còn đoạn này thì em đã khuyến nghị cho anh chị em rất rõ rồi. Anh chị em có thể xem ở đây, em đã khuyến nghị cho anh chị em. Đó là chúng ta hôm nay. PAO đó là anh chị em sẽ làm gì với PAO trong phiên hôm nay. Bởi vì trong nhóm anh chị em đã thấy là rất nhiều anh chị em cũng đang cầm PAO. Có thể rất nhiều anh chị em các nhóm khác, anh chị em vẫn đang cầm PAO. Thì anh chị em có thể dựa trên bản tin của S, anh chị em có thể sử dụng đó là phương pháp trong giai đoạn này đó là chúng ta sẽ chơi tới không, chúng ta chơi tới không, hoặc là chúng ta chơi tới cộng. Như vậy là mỗi giai đoạn khác nhau chúng ta sẽ có chiến lược khác nhau với từng cổ phiếu khác nhau, không phải là tất cả trong giai đoạn nào chúng ta cũng tiến hành một hành động như vậy. Nên anh chị em để ý này, trong mỗi giai đoạn khác nhau em đều có chiến lược cụ thể khác nhau cho từng anh chị em. Như vậy là chúng ta thấy trong giai đoạn này cũng vậy. Anh chị em đang cầu PAO thì hôm nay anh chị em hoàn toàn chúng ta có thể chơi tới không với cổ phiếu PAO rồi. Anh chị em trong phiên kể cả thị trường giảm thì chúng ta vẫn được 5% mấy cổ phiếu PAO. 5%. Như vậy là kể cả thị trường giảm hay thị trường lên thì anh chị em vẫn có những cách đi riêng. Mỗi giai đoạn khác nhau em đều có chiến lược đi riêng dành cho anh chị em. Như vậy hôm nay chúng ta thấy duy nhất một cổ phiếu xanh đó là PAO. Một anh hùng của chúng ta. Một cổ phiếu duy nhất xanh trong VN30. VN30 có một anh hùng duy nhất đó là PAO. Còn chúng ta nhìn thấy 29 cổ phiếu đều giảm điểm. Như vậy là với VN30 hôm nay không có cổ phiếu nào dẫn dắt ngoài PAO cả. Chúng ta nhìn thấy duy nhất một mình cổ phiếu PAO đã xanh dẫn dắt. Chúng ta nhìn thấy một màu xanh của niềm tin hy vọng dồn hết vào PAO. Ngày mai liệu PAO có làm được như vậy hay không, hay các cổ phiếu khác, chúng ta cùng chờ xem. Và hôm nay anh chị em đã thấy, chúng ta nhìn thấy các cổ phiếu không đóng góp cho tăng điểm của thị trường có Eximbank. Eximbank đóng góp cho 0.159 điểm. PAO là 0.15 điểm. VSH là 0.073 điểm, rất nhỏ bé.
Nhân trạch 2 là 0.059 điểm. PDN là 0.032 điểm. Chúng ta nhìn thấy BBC là 0.028 điểm, những cổ phiếu đóng góp cho trọng số tăng điểm của thị trường rất nhỏ. Còn chúng ta nhìn thấy ở đây những cổ phiếu đóng góp cho thị trường giảm điểm rất nhiều, rất rất nhiều. Chúng ta nhìn thấy ở đây. Đó là Techcombank, MB Bank, GVR, Thế Giới Di Động, Hòa Phát, CTG, BIDV, VP Bank, Vinhome và Masan. Những cổ phiếu đóng góp cho trọng số thị trường giảm điểm, chúng ta nhìn thấy đa phần đến từ VN30. Nên hôm nay S đã nói rất rõ rồi. VN30 sẽ được dùng để điều tiết thị trường. S đã nói rất rõ rồi. Trong bản tin buổi sáng S đã nói rất rõ về việc này. Và đúng như vậy, chúng ta đã nhìn thấy VN30 đã được dùng để điều tiết thị trường. Và VN30 giảm rất nhiều, đóng góp cho việc thị trường giảm điểm là chúng ta nhìn thấy ở VN30. Còn chúng ta sẽ chuyển sang biểu đồ kỹ thuật để chúng ta xem nhận định xu hướng ngày mai ra sao. Đầu tiên chúng ta đã đến với VN30 F1M. Trong tuần này chúng ta thấy là phong phiên 16 sẽ là đáo hạn phái sinh. Trong phiên 16 sẽ là đáo hạn phái sinh. 16 tháng 6 sẽ là đáo hạn phái sinh. Sẽ là đáo hạn phái sinh. Do vậy anh cho em để ý rằng là có nghĩa là thị trường từ hôm nay cho đến phiên ngày 16 tháng 6 sẽ còn rất nhiều rung lắc, rất nhiều biến đổi nữa. Do vậy chúng ta vẫn hãy ý và quan sát thị trường trong những phiên này. Còn chúng ta nhìn thấy VN30 F1M đang đến cái vùng hỗ trợ ở đây. Hỗ trợ ở đây đó là chúng ta nhìn thấy quanh đây chúng ta có một cái hỗ trợ ở đây. Thì chúng ta được quanh 1250 sẽ có hỗ trợ với VN30 F1M. Có hỗ trợ với VN30 F1M. Để chúng ta thấy rằng trong phiên ngày mai chúng ta cùng quan sát xem VN30 F1M sẽ phản ứng ra sao với góc hỗ trợ này. Với điểm hỗ trợ là 1250, chúng ta cùng quan sát xem. Chúng ta cùng đến với VN30 cũng vậy, VN30 cũng đang có hỗ trợ là 1254. Như vậy là ngày mai chúng ta cùng quan sát xem thị trường liệu có gãy 1254 hay không. Nếu gãy 1254 sẽ về vùng này. Nếu gãy về vùng này có nghĩa là về 1210. 1210 nếu VN30 VN30 từ 1260 mà gãy về vùng 1210 thì anh chị em sẽ thấy là thị trường sẽ giảm. Chúng ta nhìn thấy là thị trường VN30 sẽ giảm. VN30 sẽ giảm tới 50 điểm. VN30 sẽ giảm 50 điểm. Như vậy là chúng ta thấy là ngày mai nếu có gãy vùng này thì rất có thể VN30 sẽ tiếp tục đi xuống, có thể thêm cả 50 điểm nữa. Hôm nay là 58 điểm thì chúng ta sẽ thấy VN30 giảm đến 64 điểm thì ngày mai VN30 rất có thể cũng có thể gãy đến 50 điểm. Nên chúng ta ngày mai chúng ta cần quan sát, chúng ta không cần nóng vội. Mỗi giai đoạn khác nhau chúng ta sẽ có chiến lược khác nhau, chúng ta chưa cần nóng vội. Thời điểm nào chúng ta cần bắt đáy, em sẽ cho anh chị em bắt đáy. Còn thời điểm này chúng ta cần quan sát đã, chúng ta không nên nóng vội. Mỗi một giai đoạn khác nhau em đều có chiến lược cụ thể cho từng anh chị em nhà đầu tư. Do vậy chúng ta cứ yên tâm là thị trường có biến động ra sao, em sẽ gửi nhận định mà khuyến nghị trong các bản tin để anh chị em có thể có cái hướng giải quyết. Thông thường là trong phiên buổi sáng, bản tin số 1 và bản tin chiều,
Bản tin số 1 thì anh đã gửi cho anh chị em rồi. Ở trong đó có đầy đủ nhận định và có khuyến nghị và có chiến lược đầu tư và có cổ phiếu anh chị em cần quan tâm. Như vậy là trong phiên mai, nếu VN30 giảm 50 điểm thì chúng ta thấy là thị trường có thể giảm. Thị trường có giảm, có thể giảm từ 30 đến 40 điểm. 30 đến 40 điểm. Thị trường sẽ giảm từ 30 đến 40 điểm. Chúng ta cùng quay lại xem màn hình của VN-Index để chúng ta xem thị trường ngày mai sẽ giảm 30 40 điểm sẽ đi về đâu. Hôm nay thị trường đó là vùng 1227. 1227. 1227 chúng ta cùng chờ xem nếu thị trường rơi về 30 điểm. Ngày mai thị trường giảm 30 điểm. Thị trường giảm 30 điểm thì chúng ta nhìn thấy thị trường giảm 30 điểm. Là thị trường của chúng ta. Chúng ta có thể nếu mà giảm 30 điểm, anh chị em nhìn thấy trong phiên ngày mai nếu giảm 30 điểm thì chúng ta sẽ thấy là thị trường của chúng ta sẽ về mốc 1197, 1197. Còn nếu giảm 40 điểm thì chúng ta sẽ thấy thị trường của chúng ta sẽ về mốc 1187. Nếu thị trường về mốc 1187 và 1197, anh chị em có thể thấy rằng ngày mai thị trường có thể gãy cả 1200. Thị trường rất có thể sẽ gãy 1200, có thể về cả vùng này. Đó là về 1197 hoặc là 1187. Như vậy là chúng ta hoàn toàn có cơ sở để dự định cho ngày mai thị trường có thể về lại vùng này. Như vậy là ngày mai thị trường có thể về lại vùng này. Anh chị em hết sức để ý, chúng ta không vội vàng gì cả. Chúng ta cùng quan sát ngày mai xem thị trường về vùng này, lực cung cầu ra sao. Nhà đầu tư nhỏ lẻ hay là Big Boy hay là MMS sẽ ứng xử ra sao đối với các mốc hỗ trợ và kháng cự này. Với các mốc hỗ trợ như thế này, chúng ta cùng xem. Ngày mai thị trường sẽ giảm, nếu thị trường giảm về mốc 1197. Rồi 1187. Thì anh chị em có thể chúng ta thấy là những cái mốc như thế này, chúng ta sẽ cùng quan tâm là xem ngày mai thị trường sẽ phản ứng ra sao với những cái mốc như thế này. Chúng ta cùng để ý xem thị trường có thể về lại mốc sâu nhất của chúng ta nhìn thấy. Đó là chúng ta cùng quan tâm, đó là 1156. Như vậy anh chị em chúng ta cũng không thể chúng ta chủ quan được. Thị trường rất có thể chúng ta cần giảm về vùng này. Ngày mai có thể thị trường giảm để test lại ở đây. Trong phiên ngày mai là phiên ngày 14 tháng 6. Ngày 14 tháng 6 thị trường rất có thể sẽ giảm lại về cái vùng này. Giảm về vùng 1197 và 1187. Anh chị em hết sức để ý những vùng thế này. Ngày mai chiến lược của chúng ta cũng chúng ta chưa vội. Chúng ta chưa vội bắt đáy gì cả. Lúc nào bắt đáy thì chúng ta sẽ nhận được bản tin của em. Anh chị em không phải nóng vội, anh chị em cứ bình tĩnh. Trong phiên này cũng vậy, trong phiên này S không hề cho anh chị em bắt đáy, anh chị em đã thấy rồi, S không hề cho anh chị em bắt đáy. Nếu hôm nay sáng phiên hôm nay S cho anh chị em bắt đáy thì hôm nay chiều hôm nay anh chị em đã giảm điểm, anh chị em đã mất ngay cái đáy rồi. Như vậy anh chị em đã thấy là chiến lược của S rất rõ ràng, không phải lúc nào S cũng cho anh chị em mua, không phải lúc nào cũng cho anh chị em bán, không phải lúc nào cũng bắt đáy. Nếu anh chị em không hiểu thì nghĩ rằng là em chắc chắn là hôm nay sẽ cho bắt đáy. Nhưng bản chất thì không phải vậy. Với kinh nghiệm trên 10 năm của em thì em biết thời điểm nào nên hành động như thế nào. Không thể đúng 100% được. Nhưng khoảng 60-70% thì anh chị em đã thấy rồi. Chiến lược trong từng giai đoạn khác nhau sẽ khác nhau.
Chúng ta không phải lúc nào chúng ta cũng giống như cả ngày trước, không phải vậy. Mỗi một phiên sẽ khác nhau, mỗi thời điểm sẽ khác nhau. Thông tin của hôm nay liên quan đến Fed, liên quan đến thị trường chứng khoán Mỹ Dow Jones, liên quan đến thị trường chứng khoán châu Á, liên quan đến Mỹ sẽ đưa Việt Nam về đất nước thao túng tiền tệ. Cái đấy chúng ta cần xem. Chúng ta cần xem. Còn chúng ta chưa biết là thị trường sẽ đi sao. Còn hiện tại hôm nay chúng ta cùng phân tích kỹ thuật để chúng ta hiểu về ngày mai. Còn ngày mai là một điều kỳ diệu ở phía trước. Do vậy, anh chị em chúng ta cũng yên tâm. Ngày mai là ngày mà chúng ta nhìn thấy. Ngày mai vẫn tươi đẹp. Thị trường có thể xuống, có thể lên. Nhưng cuộc sống vẫn phải diễn ra. Anh chị em không nên buồn vì điều đó. Mỗi ngày chúng ta nên chọn một niềm vui. Thị trường có thể xuống, chúng ta rất buồn, ngay bản thân Ad cũng rất buồn. Không phải anh chị em buồn mà bản thân Ad cũng vậy. Ad cũng không muốn thị trường đi xuống, không muốn thị trường gãy. Tất cả anh chị em đều mất tiền. Ad đâu có vui đâu, chưa bao giờ vui vì điều đó cả. Nên anh chị em cố gắng làm sao chúng ta thấy được điều đó, chúng ta nhận thức được điều đó, thì chúng ta phải có hành động, phải có ứng xử với nó. Chúng ta nhìn thấy đó như một điều hết sức bình thường, giống như vô thường. Để anh chị em có thể cảm nhận rằng ngày mai thị trường có thể giảm, có thể gãy cả 1.200. Có thể gãy cả 1.200. Gãy 1.200. Và có thể chúng ta nhìn thấy là về 1.197, có thể về 1.187. Anh chị em hoàn toàn chúng ta đón nhận được. Và đến thời điểm đó anh chị em vẫn có tiền, tiền mặt để chúng ta có thể gia tăng chỉ trọng, hoặc chúng ta bắt đáy để chúng ta chơi chơi T3, chơi T0. Như vậy là cơ hội hoàn toàn có ở những lúc một thời điểm mà chúng ta nhìn thấy, không phải lúc nào cũng là khó khăn. Trong khó khăn luôn có cơ hội, trong nguy có cơ. Đấy là cái mà chúng ta thấy. Khi tâm chúng ta bao giờ bình an trước mọi sóng gió thì anh chị em đã thấy là thị trường của chúng ta vẫn đi theo đúng quy luật của nó, không khác gì cả. Do vậy anh chị em trong phiên ngày mai, nếu thị trường bắt đáy được, em sẽ cho anh chị em bắt đáy. Còn nếu không, chúng ta cứ chờ đợi. Em sẽ cho anh chị em bắt đáy với từng cổ phiếu khác nhau, không phải là bắt đáy tất cả. Đấy là điều mà anh chị em nên ghi nhớ. Tránh cái việc anh chị em cứ bắt đáy với tất cả cổ phiếu, không phải vậy. Tùy từng cổ phiếu và tùy từng giai đoạn khác nhau, chúng ta sẽ có chiến lược khác nhau, không phải lúc nào cũng bắt đáy. Và không bắt đáy không có nghĩa là không mua cổ phiếu khác. Chúng ta cùng chờ xem. Ngày mai S sẽ có những khuyến nghị và nhận định cụ thể trong phiên. Nếu thị trường có biến động ra sao, chúng ta bắt đáy hay không? Hay chúng ta lại lựa chọn chiến lược khác? S sẽ gửi nhận định tới và có chiến lược tới từng anh chị em nhà đầu tư. Nên anh chị em có bất cứ câu hỏi nào, anh chị em có vui lòng liên hệ trực tiếp cho em. Còn buổi trao đổi dành cho anh chị em đến ngày hôm nay, đến đây là hết rồi. Em xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị em. Và kính chúc anh chị em nhà đầu tư giao dịch hiệu quả trong phiên giao dịch ngày mai, đó là ngày 14 tháng 6 của năm 2022. Và mọi khuyến nghị về nhận định thị trường và chiến lược đầu tư trong phiên ngày mai và từng thời điểm trong phiên ngày mai thì em sẽ gửi đến từng anh chị em nhà đầu tư. Và anh chị em nhà đầu tư sẽ căn cứ vào đó để chúng ta có chiến lược cụ thể với từng cổ phiếu cụ thể khác nhau. Còn bây giờ em xin kính chào và kính chúc anh chị em có buổi tối vui vẻ cùng người thân và gia đình. Và chúng ta cùng chờ đón một ngày mới tươi đẹp tiếp theo. Em xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị em.